det er en vann Sparkle og ja. En vanlig vann ja. Julebarn. Ja. Vi leste jo. Det står med nylen. Ja. I det står med nylen her. Og så det en Sparkle Water og Sea Water. Det det som ligger i inni minibarn. Jeg måtte ta opp det. Men vi har ikke drikket det. Vi har jo kjøpt masse vann. Vi har jo kongen. Ấy đi đi hôm mà mình đi cũng đường này luôn xuống tìm việc làm ông đến sẹo phải không? À cũng đường này nè. Sẹo ngon chứ? Sẹo. Ờ chắc là ăn cái tối ăn cái nữa được. Hay là ăn khổ cũng ngon. Không ăn sẹo. Ngon mà đem về nó cho em ít mắm thôi nghĩa. Cho con chút mắm ăn với ông mà chấm coi như hai phần. Rồi. Ờ hai phần hết nước mắm rồi. Để đâu đũa với là la việc gì không? Việt Nam thì Việt Nam. Rồi. Đi tìm quán ăn. Cái chai game đi đó. Cái chai game đi này. Chúng ta thêm đây cái kia. Đây nước bỏ thay cho này. Bỏ thay cho cái này hút lên đi. Đây là nước của bên đây mình muốn uống. Này rất là nhỏ nha. Tiệm này nhỏ có lớn này. Tiệm này rất là nhỏ. Cái nếp dễ tiền. Cái này là rượu phố Cú Rao nha. Cái này của Cú Rao luôn nè, đại hàng. Nhưng mà rượu này rượu nếp đó. Rượu thử rồi. Ikke si det sånn, de forstår det. Ở bên kia
ở bên bàn kia mới vô số khách, mới vô 4 khách nữ sinh của Courier, rồi bàn kia ở bên này toàn là người Việt không ạ, nguyên một cái bàn như là family người Việt không ạ này. Đó. Đêm hôm mình uống bia Sài Gòn. Vô ok vô. Đây đồ nướng, cái này đồ rau cải. Rau cải kim chi của Hàn Quốc. Kim chi nó làm cái mắt. Đây mắt đưa đồ thịt thôi. Còn mình đặt thịt cái gì? Thịt bò hả cái gì? Thịt ba chỉ, thịt bò với thịt biển. Ba chỉ thịt bò với đồ biển nữa để chút nó coi được cái đồ gì. Cái này mới có cái đem đồ. Bấm vô là bên kia có 4 khách. 4 khách vừa ăn. Cái quán này rất là nhỏ nha. Nhưng mà mình đặt chỗ trước rồi. Mình đặt chỗ trước rồi không thôi là không đặt chỗ, có chỗ. Cái này gì Út? Bún hả? Cơm. Cơm kỳ. Cơm cục của nó. Cơm giống như xôi vậy. Ờ, như xôi nha. Rồi cái dĩa bên kia là dĩa gì? Dĩa xào. Đó xào Hàn Quốc. Mà cái đem đồ rau cải chưa có thịt. Let's go.
Ăn thử cục.